Bây giờ tôi còn phải đi bộ ra bến xe, bắt chiếc xe 65 để đi đến bến xe An Sương. Ra bến xe An Sương tôi còn phải gửi xe bus để gửi hàng đi Tây Ninh. Các bạn thấy đi giao đuôi nàng tiên cá sướng không? Đó, từ lúc mà muốn giúp cho các em nhỏ trở thành người cá đó, tôi còn phải dành thời gian cho mấy em nữa, không có nhiều thời gian để đi giải cứu động vật. Nội đi giao đuôi nàng tiên cá này với là cũng muốn hết thời gian một ngày rồi, bởi vì nhiều bạn cần đuôi người cá gấp á. Thí dụ ngày mai là sinh nhật bạn kia nè, là phải đi giao liền chứ không thôi nhận hàng không kịp. Tôi còn tính gửi dịch vụ Viettel á, là dịch vụ chuyển phát nhanh khắp mọi miền đất nước, nhưng mà sợ là không kịp nên phải chịu khó đi giao hàng luôn. Hồi hôm qua là tôi đi giao hàng tới 1 giờ sáng mấy cái đuôi cá đó, rồi trời mưa nữa đó. Thấy người cá là nhiệt tình với mấy em đúng không? Rất nhiệt tình luôn. Mua đuôi người cá của Tion nè, vô đường học bơi nè, vô đường Tion nè, chơi rất là nhiệt tình và tổ chức luôn các phong trào bơi lội, rồi là một nơi mà để hội tụ các người cá lại với nhau để cùng nhau vui chơi giải trí, cho các em giao lưu với nhau. Thì Tion nghĩ là trở thành người cá đó, đối với những bạn mà bị tự kỷ á, thiếu bạn bè đó, thì các bạn khi mà có đuôi cá rồi, các bạn sẽ được gặp những người bạn cùng chung sở thích lý tưởng với mình, thì chơi sẽ rất là vui. Đây, cái đường ở Việt Nam nè, cái đường đặt băng qua đường mà con xe cũng chạy qua chạy lại nữa, đèn đỏ chứ cũng chạy à. Đó thì tôi giúp các em nhỏ là hết mình luôn năm nay, năm tới nữa. Tion mà đi còn giao đuôi cá được cho người nào là người đó là thật sự là cũng là may mắn lắm á. Tại không biết năm sau là Tion còn có thời gian mà đi giao đuôi cá cho các em không. Thì chỉ có shipper mới đi giao đuôi người cá cho mấy em thôi, hoặc là các em tới shop để lấy đuôi cá. Và cũng không có còn cái đuôi cá mà dạng thiết kế riêng theo size của các em, chỉ toàn là phi size thôi. Bởi vì cái số lượng đơn hàng ở bên Mỹ nó rất là nhiều, làm đáp ứng còn không kịp nữa mà. Thì tôi đã giảm giá tối đa tất cho tất cả những bạn nhỏ, mục đích là muốn giúp các em có sức khỏe và có trí tuệ, nên tôi chịu khó. Hiện tại thì mình cũng đã có được gần 100 người cá ở Việt Nam rồi nha các bạn, gần 100 người cá rồi đó. Cố gắng năm sau vài ngàn người cá nữa là được, để cùng Tion tạo ra cái quỹ bảo vệ động vật, để giúp Tion cứu thiên nhiên, cứu môi trường Việt Nam nha. Thì khi mà các người cá xuất hiện nhiều rồi đó, thì các bạn sẽ có sức khỏe rất là mạnh, các bạn sẽ biết cách để bảo vệ môi trường và thiên nhiên. Lúc đó có nhiều trí tuệ rồi, tự các bạn sẽ biết mình phải làm gì cho cái cuộc sống này. Tất nhiên khi đeo cái đuôi nàng tiên cá của Tion vô, của thương hiệu Lexini này vô, bạn sẽ rất là tự hào vì đây là thương hiệu đầu tiên độc quyền trên thế giới mà được chính thức người cá thật sự hướng dẫn cho các bạn trở thành người cá. Chứ không có cái công ty nào trên thế giới mà có người cá thật sự, hiểu không? Người cá thật sự là giống Tion nè, là người có thể nín thở 5 phút dưới nước, có thể bơi liên tục trên biển hàng giờ liền mà không mệt mỏi. Trên thế giới ai làm được chuyện đó? Và để chứng minh sức mạnh của người cá và trí tuệ của người cá thì năm sau tôi sẽ đến Mỹ để biểu diễn khả năng của người cá cho toàn thế giới xem. Rồi bây giờ tôi đã đến bến xe Đồng Phước để gửi hàng đi Tây Ninh rồi. Ok, chỗ này đây nè, nhận bưu phẩm chiều là có. Rất là xin chào. Sau khi đi giao đuôi người cá xong, bây giờ Tion sẽ đi gặp mỹ nhân ngư Lexin để đi bơi với mỹ nhân ngư Lexin. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở hồ bơi nha. Các bạn thấy không, một ngày mà đi giao mấy cái đồ người bơi cho người cá thì cũng hết thời gian của Tion rồi, nên dạo này Tion ít đi giải cứu động vật là vậy đó. Nhưng mà càng có nhiều người cá xuất hiện thì sau này cái công việc giải cứu động vật của Tion nó cũng nhẹ nhàng hơn, đúng không? Vậy nha, tạm biệt các bạn nha. Ok, đi bơi đi Lexin ơi.
Rồi giờ Lexin chuẩn bị bơi nha, giờ người cá tôm xuống bơi với Lexin nha. Ok. Hẹn gặp lại các bạn.